thằng Đinh à. Tắm cho con bé Hạnh à. Dạ. Ủa chị, là tắm chung đó. Ủa chị, hả? Tại sao chị để như vậy được chị? Ủa chứ để như thế nào gọi là không được? Trời ơi, chị ơi, chị tiếp xúc với chị càng ngày tôi mới thấy chị là một cái quân mà thiếu hiểu biết vậy. Trời ơi, một cái phường thiếu hiểu biết. Khoan. Dùng một cái phường, một cái quân thiếu hiểu biết. Bóng bóng bàn bàn bóng bóng bàn bàn. Lên ăn cơm vàng cơm bạc già tao. Chứ ăn cái cơm hẩm cháo qua già người. Bóng bóng bàn bàn. Bóng bóng bàn bàn. Bóng bóng bàn bàn. Bóng bóng bàn bàn. Quỳnh Quỳnh Lan Ban. Cái gì Quỳnh Lan Ban? Quỳnh xuôi da chứ Quỳnh Lan Ban gì, chị làm gì với chị? Trời, chị làm tôi hết hồn chị. Ra đây ra đây. Đang cho cá ăn mà. Cái gì? Sao la làng vậy? Tôi đang làm nằng tắm cho cá ăn mà. Làm nằng tắm cho cá ăn hả? Vậy mà tôi ngoài tôi nhìn vô tôi tưởng chị là con cám không đó chứ. Chị tưởng tôi là con cám hả? Ờ chắc chị là bà dì ghẻ à. Trời ơi, dì ghẻ là chị á, tôi là hoàng tử. Thôi nói chung là cái đó là con cắm, con tắm, con cám, con cá. Còn giờ là tôi với chị là xui da. Trời ơi, tự nhiên sao ra phơi nắng vậy? Người ta cho cá ăn, người ta phải lựa cái chỗ mát, lựa cái giờ nó đẹp, nó mát mẻ ra. Già lớn tuổi mà ra ngồi ngoài nắng phơi vậy hoài là bắt đầu nó hạ đường huyết, phải không? Nó bị tuột đường huyết xong rồi bắt đầu nó bị rối loạn tiền đình. Rồi nó không bị... Chị xôi. Ngã ngang giữa xôi ơi. Dạ. Chị đang trù cho tôi chết hả chị xôi? Không có, tôi sợ chị nhào đầu xuống đó. Hiểu không? Tôi đâu có khùng đâu, tôi nhào đầu mà tôi có nhào đầu tôi cũng đâu chết đâu. Bởi vì hồ nước nó chỉ có tới đây mà chị. Trời ơi, tao nói vậy. Đứng lại. Bà ngoại. Con trời ơi, ông ngoại nè. Con thương má mới lên. Con tắm xong rồi hả con? Dạ, con mới tắm chưa có xong lao, chưa có xong nữa nó cho chạy rồi. Hả? Cái gì? Con nói lại coi. Dạ, con nè. Con tắm cho con của con, chưa có lao tắm xong rồi nó lo nó chạy rồi đó. Bà ngoại ơi, hồi nãy á con tắm á, ba có mua cái cây xuống nước cho con á, bắn đung 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 đã lắm luôn á bà nội. Ba nó tắm cho nó mà chị ngồi chị cười sảng khoái vậy chị? Chị không có một cái biểu hiện gì hết vậy chị? À có biểu hiện. Nè, cái đầu còn ướt lau khô cho con đi. Không chị, cái đó là tôi không có thành vấn đề ở đây đó, tôi không bàn tới. Ý tôi nói ở đây là thằng Đinh à. Tắm cho con bé Hạnh. Dạ. Ủa chị, là tắm chung đó. Ủa chị, hả? Tại sao chị để như vậy được chị? Ủa chứ để như thế nào gọi là không được? Trời ơi, chị ơi, chị tiếp xúc với chị càng ngày tôi mới thấy chị là một cái quân mà thiếu hiểu biết vậy. Trời ơi, một cái phường thiếu hiểu biết. Khoan. Dùng một cái phường, một cái quân thiếu hiểu biết. Nè nè, chị nói như vậy là không được, chị nói vậy là không được. Cái chuyện mà hai cha con tắm chung là cái chuyện thường tình với nhau, chứ có gì đâu mà chị nói gì kỳ cục vậy. Chị ơi, cha không thể nào tắm cho con được. Ôi cái gì vậy má? Con thấy con tắm cho con của con bình thường, nó là con gái của con bộ. Thì con gái của con nhưng mà con là gì? Con là đàn ông. Dạ đúng con rồi. Con gái con là con gái. Trời ơi, nãy giờ má rồi má luôn á, ai cũng kêu con gái con làm đi, con đẻ con trai vậy. Thôi đi vô, con phải dẫn em vô đi. Nè, tôi xin lỗi chị nha, hồi nãy là bị có cháu tôi, thành ra là tôi không có bắt bẻ lời chị, kia nói cái quân gì, cái phường gì hả? Chị ở phường mấy? Tôi ở phường 9. Bởi vậy ai bước vô đó hỏi là Quỳnh phường 9 là ra tôi. Ở đây là phường mấy đó? Tại chị chứ, còn chị nói cái quân nào, cái phường nào là ý chị nói vậy là sao? Ý tôi nói là chị thiếu hiểu biết. Cái chị gì mà thiếu hiểu biết? Đó. Trời ơi, thiếu hiểu biết mới để cho cha tắm cho con. Ủa, cha là đàn ông, con là con gái, làm sao mà tắm chung được? Mà chị tôi nói chị tôi tức lắm. Thì người ta là cha con chứ, cho người ta có quyền người ta tắm chứ. Chứ con cái gì? Cha con nhưng mà nó là đàn ông, con nó là con gái, con thì gái nó đang tuổi lớn. Đúng là nó là đàn ông, còn con là con gái, nhưng nó là con của thằng cha của nó. Con là thằng cha mà tôi nó không có thằng tắm cha của nó thì chị, không quyền lắm. Chị thiếu hiểu biết có chị mới là thiếu hiểu biết. Nói được chưa?